Xin được kính chào quý cô bác anh chị và các bạn trong nhà ngoài nước đã đến với kênh Minh Chí TV. Thì lời đầu tiên cho phép chủ kênh xin được gửi lời chào trân trọng, lời chúc sức khỏe, lời chúc bình an đến tất cả cô bác anh chị và các bạn trong nhà ngoài nước. Kính thưa cả nhà, thì cũng liên quan đến cái drama thì có một nhân vật cô bác anh chị rất là bức xúc, đó là nhân vật nhà báu Hàn Ni ha cô bác anh chị. Thì cái cô này thì không biết là coi như là có cái chỗ dựa nào hay không. Tuy nhiên thì với những cái phát ngôn của mình, như cái việc mà phát ngôn liên quan đến chế độ chính sách rồi pháp luật Việt Nam đó, thì nếu mình nghĩ là nếu mà một người dân bình thường thì chắc có lẽ đi 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 lâu rồi các bác chị ha. Rồi lên mạng trong câu chuyện drama liên quan đến CEO của Đại Nam á, thì cô này coi như là đưa ra nhiều, rất là nhiều vấn đề liên quan đến quỹ Hằng Hủ, là một quỹ mà mổ tim đã cứu giúp, cứu sống rất là nhiều những cái đứa bé bị bệnh tim, bị não ung thị. Ở đây nếu mà coi như là ghét bà Nguyễn Phương Hằng thì phản biện là lời nói của bà thôi. Còn những cái quỹ như quỹ Hằng Hủ giúp ích cho đời, cho người nghèo, cho cộng đồng như vậy, nhân văn tốt đẹp như vậy, mà cô ta coi như là đánh phá, là coi như là tự đắc, nói là coi như là búng một tay, búng một ngón tay thì bay cái quỹ Hằng Hủ, bay oxy. Oxy là gì? Oxy là liên quan tới tính mạng của nhiều người đó, bị dính Covid, bị bệnh Covid trong thời điểm mà dịch, đỉnh dịch của anh chị, là oxy còn quý hơn vàng nữa của anh chị ha. Rồi rất là nhiều những vấn đề khác, như là nói là công ty Đại Nam thế này thế kia, nhưng mà cô ta có đưa ra được cái bằng chứng, văn bản hoặc là coi như là những cái quyết định gì của cơ quan chức năng hay không đó. Thì ở đây thì mình là một người dân thượng tôn pháp luật, nói có sách mách có chứng của anh chị ha. Cô này thì nói cô Nguyễn Phương Hằng, bà Hằng là thô lỗ thô tục, nhưng mà cô bác anh chị nhìn lại cô ta coi. À, dùng những từ như thế nào, cuồng cuộn, rồi cuồng cuộn con là cái gì hả, à, hừng nắng là cái gì hả, à, rồi văn minh văn hóa mà coi như là đứng trên tầng 1, tầng 2 của nhà mình, à, trong khi đó coi như là con gái con nứa mặc mặc váy mà coi như là nhiều người ở dưới, à, như vậy coi như là văn minh văn hóa đó à. Văn minh văn hóa mà ngoài đường mà coi như là xè nẹo như vậy, hiếp mắt vậy à. Cô này thì gây rất là nhiều bức xúc cho rất nhiều người, à, coi như là hiện nay thì cơ quan chức năng cũng đang điều tra, à, chúng ta cũng chưa biết như thế nào, chúng ta chờ xem. Thì tuy nhiên thì bật mí nhẹ ha, hôm nay có bài của bác Đặng Quỳnh bật mí nhẹ cho các anh chị thông tin người đứng sau bảo vệ, theo lời bác Đặng Quỳnh nha, bảo vệ cô Hàn Ni này ha, các anh chị cổ thụ à, cũng to à. À, cụ thể cái thông tin bài viết của bác Đặng Quỳnh như sau. Bật mí, vì sao đến ngày hôm nay cụ vẫn chưa viết đơn phong sát các nhà báo hai mặt? Bài và ảnh Đặng Quang Quỳnh. Trong bài viết này có nhiều vấn đề thú vị đúng không anh chị? Cho đến hôm nay là đã hơn một năm diễn ra sự kiện drama của CEO Nguyễn Phương Hằng. Nhiều người hơi ngạc nhiên vì với tính cách của cụ thì đến giờ vẫn chưa thấy viết đơn phong sát các nhà báo hai mặt. Trừ một bức tâm thư 16 trang khổ A4 cụ gửi riêng cho Chủ tịch nước. Cụ vừa vô YouTube của Lê Thiệt, một fan thép của Nguyễn Phương Hằng, cách đây ít giờ, và một số tài khoản khác đang hóng tin của cụ ở cuộc tiếp xúc với cử tri vào ngày 12 tháng 5 tới. Theo lịch đã công bố thì đại biểu Quốc hội Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ tiếp xúc cử tri của Củ Chi và Hóc Môn trong ngày. Cụ cũng xin bật mí với tất cả mọi người lý do mà cụ chưa viết đơn phong sát tố cáo hai nhà báo đang nổi đình nổi đám vì một số lý do như sau. Về tuổi đời và tuổi nghề làm báo thì cả hai người chỉ đáng con cháu cụ. Khi cụ viết cho báo Sài Gòn Giải Phóng vào năm 78-79 thì nhà báo Bông Hồng mới đẻ. Cụ không bao giờ muốn đánh đấm với con nít. Người xưa có câu đánh chó thì ngó chủ nhà. Cụ là rể xứ Quảng và có rất nhiều bạn tâm giao. Quê ở Quảng Ngãi là quê hương của nhà báo Bông Hồng, như Thiếu tướng Nguyễn Minh Chữ, anh hùng lực lượng vũ trang Nguyễn Hoài Báo là cựu đại biểu Quốc hội, bí thư tỉnh ủy Lâm Đồng quê Quảng Ngãi, cố nhà giáo Nguyễn Thiện Chí, giảng viên cao cấp. Những người chụp ảnh dưới đây với cụ có hình ảnh anh qua chị quê Quảng Ngãi nên cũng muốn nhẹ nhàng chỉ dạy. Nhà báo Bông Hồng với cụ, với tiến sĩ Đặng Anh Quân
dẫu gì cũng là trong Đặng tộc. Bây giờ bác Đặng Quỳnh nhắc mới để ý nè, hai cô anh chị, một cái chi tiết rất là thú vị ha. Bác Đặng Quỳnh cũng là họ Đặng, tiến sĩ Quân cũng họ Đặng, và cô nhà báo bông hồng này cũng họ Đặng. Các em, các cháu đều đã và đang công tác làm việc với Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, nơi mà cụ cũng từng tham gia công tác đào tạo hơn 20 năm, nên cũng muốn đóng cửa bảo nhau. Cụ đã cố tình nhiều lần đưa hình ảnh cụ với Trung tướng Phạm Văn Dĩ, nguyên chính ủy quân khu 7, và Thiếu tướng Nguyễn Minh Chữ, quê Quảng Ngãi, một người thân thiết với nhà báo bông hồng, luôn bảo vệ nhà báo bông hồng là có ẩn ý. Wow, trời ơi, có cây to à. Nhưng không sao cô bác anh chị, ông bà ta có câu là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng mà cô bác anh chị ha. Bác Đặng Quỳnh cũng đã biết và nhận diện được. À, khúc sau này mới hay là cô anh chị nha. Nếu nhà báo bông hồng xem hình sẽ nhớ, nhận ra bác Đặng Quỳnh là ai để tự điều chỉnh. Biết mình đừng cà khịa với nhà báo Lê Phương Dung ở cơ quan trung ương, hay quá lố khi đâm chọc các quỹ từ thiện của CEO Nguyễn Phương Hằng và Huỳnh Uy Dũng. Nhà báo bông hồng mới chỉ biết hát ôm cây súng, chứ cụ hay Nguyễn Minh Chữ, quê của nhà báo bông hồng, thì không chỉ hát mà còn từng nhiều lần bóp cò giết chết quân thù nữa kia. Có vậy Nguyễn Minh Chữ mới được nhà nước phong tặng anh hùng lực lượng vũ trang năm 1972 chứ. Nhà báo bông hồng và Đức Hỉnh đã coi trời bằng vung, không còn xem ai ra gì, thì rồi đây cái gì đến sẽ phải đến. Cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh từng có câu trả lời trên báo An ninh Thế giới: chi chỉ bất họa, nghĩa là biết dừng đúng lúc sẽ không họa. Bốn chữ ấy mà khối người không ngộ ra, tự chuốc lấy họa vào thân. Thật tiếc lắm ru. Cụ đã chân tình, mong các bạn quê hương xứ Quảng cũng hiểu cho cụ. Đừng giận và trách nhau nha. Khi vượt quá giới hạn thì phải quân pháp bất dị thân. Đó, phải nhớ cái câu này nè. Kiện cáo nào có vui vẻ hay ho gì. Đọc xong bài viết của bác Đặng Quỳnh á, thì theo quan điểm cá nhân của em thì em thấy có nhiều vấn đề cũng khá là hay ho ha các anh chị ha. Các anh chị có ý kiến gì thì comment bình luận phía dưới video này nha, và nhớ cho một like, một bình luận để coi như là tăng đề sức của video ha các anh chị, có tương tác. Và các anh chị nào chưa đăng ký kênh ủng hộ em. Cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Chúc mọi người luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và mọi điều bình an. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video lần sau. Bye bye.